Đấy, mình xin chào các anh nhá. Hôm nào hôm trước anh nào đang hỏi con Harman Kardon hàng full thùng nhá, thì là hôm nay em lại vừa về được một bộ loa Harman Kardon đây. Bộ này thì là một con loa Harman Kardon full box các bác nhá, hàng còn rất là mới đẹp. Đấy. Những hàng full box như thế này thì là rất là tuyệt vời luôn. Đấy, còn rất là mới các anh nhá. Con này thì nó là dòng hay nhất của cái dòng Onyx Studio cho đến hiện tại. Onyx Studio hiện tại thì con này đang là hay nhất này. Với cái loa nó có thể đánh được stereo nhé. Cầm quay cái này cái đánh mở thẳng nhé. Anh cứ liên hệ cho em qua cái trên màn hình nhé, để mình trao đổi cho nó chi tiết. Tại vì là để giá trên này thì nó sẽ cắt trên line nhé. Cái loa này thì nó là hiệu ứng đánh hiệu ứng stereo nhá. Đấy. Nó sẽ có hai loa chép, hai loa bass ở phía dưới và ở trên đây sẽ có thêm một loa bass cộng hưởng, đằng sau một loa bass cộng hưởng. Tổng nó thành nó hình thành là hệ thống 6 loa nhá. 4 loa chính và 2 cộng hưởng. Đấy. Chính vì thế mà con này nghe nhạc cực kỳ hay luôn. Được đánh giá là hay nhất trong cái dòng Harman Kardon hiện nay. Đấy. Hàng về full box nhá, đầy đủ cả thùng luôn này. Trong thùng sẽ có bộ phụ kiện là gồm có đây một cái dây nguồn này và cái sạc này, đây, sạc nhá, đây, sạc máy. Tức là khi mà pin hết thì mình có thể sạc thêm vào nhá, hoặc là mình cắm trực tiếp để mình nghe nhạc mà không cần dùng pin nhá. Anh nào mà muốn nghe cho nó khỏe thì chơi trực tiếp pin vào, cắm trực tiếp cái nguồn này vào thì là tiếng nó sẽ khỏe hơn nhá. Đấy. Tiếng nó khỏe hơn đây, thằng full box luôn nhá. Đấy. Thằng full box nhá. Đấy, bác nào mua ăn đồ em. Đấy, con này thì kết nối đơn giản thôi, kết nối Bluetooth đơn giản thôi. Mình mở nguồn lên đây. Nguồn đây nhá. Đấy. Đấy, ấn giữ nút này này, mở nguồn này. Đấy, sau đó thì mình sẽ mở Bluetooth và kết nối với cái Bluetooth nó có tên là HK Studio nhá. Đấy. Tôi đến sân ga vui đón người trai linh trở về. Bluetooth nó sẽ kết nối với cái HK Onyx Studio này là được này. Đấy, mình sẽ phát nhạc từ trên YouTube ra được nhé. Đấy. Đấy. Đơn giản vậy thôi nhá. Mang về cha cho tôi người xưa. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu mua cái loa này thì alo em, số điện thoại đặt hàng là 0979891682 hoặc là 0966594581 nhé, và địa chỉ cửa hàng tại 57A Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Xin chào các anh và xin hẹn gặp lại các anh ở những cái video tiếp theo bên em nhé.